chị sanh em bé đó, chị lui về Hậu Phương. Anh đi làm thì đi ra ngoài thì nói chung không còn thiệt tình với chị nữa. Số mình nó hồng nhan bạc phận. Cái số mình nó hồng nhan bạc phận. Dạ, sống của mình em à. Một mình ở đâu? Ở Long An luôn hả? Dạ, ba mẹ mất hết rồi. Bạn muốn hẹn hò, chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ từ chương trình. Và ngày hôm nay Ngọc Lan và Linh tiếp tục làm chiếc cầu nối để có thể nối liền những mảnh ghép trong cuộc sống. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Điểm mạnh thì không hút thuốc, dạ, nhậu uống nhẹ, cá độ đó banh, là cá độ đó gà, hầu như là lo làm ăn. Còn nếu mà điểm yếu á, là biến lâu nhà dưới chén. Chị mới đầu tư giống như vốn đầu cho ông xã trước của chị đi làm. Chị sanh em bé đó, chị lui về Hậu Phương. Anh đi làm thì đi ra ngoài thì nói chung không còn thiệt tình với chị nữa. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, anh trai rồi. Xin mời nhà gái giới thiệu cho mình trước. Em xin chào cho anh Quyền Linh và xin chào quý vị khán giả trong trường quay. À, chào em. Hơi tắt tiếng hả chị? Tại vì mới cảm á. À dạ. Em tên là Trần Thị Tú Quyên, em 50 tuổi rồi, quê em ở Long An. Mình làm gì ở Long An chị? Giống như vợ chị có mặt bằng chị cho thuê á em. Dạ. Rồi chị lui về Hậu Phương, chị nương bé. À, Tú Quyên sinh năm 72, dạ, ở Long An, đang kinh doanh nhà trọ. Rồi mời anh trai. Em xin phép giới thiệu, em là Nguyễn Quốc Hùng, 56 tuổi, làm nghề điêu khắc gỗ tại nhà. Anh làm ở đâu anh? Là dạ làm ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trời Bến Lức ơi. Hả? Bến Lức quen quá. Quê chị cũng ở Bến Lức luôn. Quê bên này cũng Bến Lức luôn nhà trai ơi. Dạ, Bến Lức tôi có người quen đó nha. Có chừng quen á. Em cũng Long An nhưng mà không phải Bến Lức. Dạ, em ở Đức Hòa, Đức Huệ. Chị ở ngay thị trấn Bến Lức luôn á. Dạ. Mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình luôn đi chị. Ưu điểm thì chị giống như là hiền lành, thật thà, trung thủy. Rồi khuyết điểm của mình. Khuyết điểm thì chị hay xúc động. Ở đó thì chị đi làm công ty, làm kế toán. Sau chị có mở công ty, chị làm công ty riêng. Chị mới có hai cái nhà chị cho thuê. Rồi chị mới đầu tư giống như vốn đầu cho ông xã trước của chị đi làm. Chị sanh em bé đó, chị lui về Hậu Phương. Anh đi làm thì đi ra ngoài thì nói chung không còn thiệt tình với chị nữa. Thôi chị đừng khóc. Cái gì nó không qua hết rồi. Chị đừng khóc nữa. Bây giờ mình tới chương trình là mình tìm một cái điều gì đó nó mới mẻ. Em hy vọng đó sẽ là cái điều tốt đẹp cho cuộc sống của chị sau này. Rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Hôm nay nhà trai cố gắng là sẽ làm hài lòng nhà gái ha. Rồi đó, nhà gái bên đây rất là chung thủy, rất là dễ xúc động. Nhà trai coi liệu liệu làm sao thì làm. Rồi, xin mời anh Hùng, anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh thì không hút thuốc, dạ, nhậu uống nhẹ, cá độ đó banh, là cá độ đó gà, hầu như là lo làm ăn. Còn nếu mà điểm yếu á, là biến lâu nhà dưới chén. Là biến lâu nhà dưới chén hả? Giặt đồ được không? Giặt đồ cũng ui dồi ôi, cũng làm biến luôn. Làm biến luôn hả? Nếu mà có vợ phụ vợ giặt quần áo này kia với anh Hùng hả? Dạ dạ. Đường tình duyên của anh sao rồi anh Hùng? Cứ vợ đầu thì giải gách giữa đường. Có vợ đầu rồi đó hả? Dạ. Mối tình sau thì cũng giải gách cũng giữa đường luôn. Trời đất. Cái số mình nó hồng nhan bạc phận. Rồi còn gì mối nào nữa anh? Hả? Mối nào? Hết rồi. Sau đó là mệt rồi đó. Khoan, giờ... chờ xíu. Hồng nhan bạc phận để tôi coi cái hồng của anh nó có nhan không.
Hồng Nhan Bạc Phận. Dạ em chào anh. Chào, chào. Ờ cũng Hồng Nhan cũng cũng được đó. Anh Hùng là bà xã đầu là được mấy năm? Từ hồi cưới thì 26 tuổi, hôm nay là 40 mấy tuổi là chia tay đó. Rồi vậy là mấy đứa cháu? Có đứa con gái theo mẹ rồi. Mấy tuổi anh? Nay 22 tuổi. Cái số mình nó cũng lận đận. Ý anh nói Hồng Nhan là do là anh đi ra bên ngoài anh làm việc rồi anh có nhiều bóng hồng theo quá, cho nên là nó ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của anh hay sao? Không, ta nói vui thôi. Thật ra Hồng Nhan vui, nó nói vui thôi chứ. Thật sự ra mình cũng lớn tuổi rồi, muốn tìm một cái người bạn để mà chung thủy rồi vui vẻ với mình trong cái cuộc sống thôi, chứ ai mà muốn bay nhảy nhỏ nhỏ nữa. Như vậy là bây giờ anh sống với ai anh Hùng? Dạ sống có mình em à. Một mình ở đâu? Ở Long An luôn hả? Dạ, ba mẹ mất hết rồi. Rồi anh chị em sao anh Hùng? Hai đứa em gái có gia đình hết anh. Rồi công việc của anh là làm cái gì? Làm nghề điêu khắc gỗ á. Doanh nghiệp của anh không là anh làm phụ người ta? Không, làm riêng nhà luôn á. Anh làm riêng nhà luôn? Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, cái nghề điêu khắc là nhiều tiền lắm. Nhiều tiền lắm, vô một dự án cái nhà thôi là tiền không á. Không, em điêu khắc tượng Phật thôi. Tượng Phật hả? Dạ, dạ. Trời ơi. Còn giữ nữa đó. Thì bây giờ nếu mà có gia đình nữa, rồi có thêm một đứa con, hai đứa con nữa thì anh đủ để có thể lo cho gia đình nhỏ của anh không anh? Nói thiệt với anh thì nếu mà giờ là em chỉ muốn một người bạn để mà mình hữu hỷ tới khoảng đời còn lại thôi. Chứ không muốn có con nữa, có con mệt lắm. Như anh giờ thí dụ có một người cũng lỡ chuyến đò nữa, người ta có dạ. con thì anh có lo cho? Được, thì được, bên đó được, bên được. Đó có con thì được. Thương mẹ phải bế con. À, được. Thích cái câu này nha. Để bây giờ tôi về lại với nhà gái của tôi hỏi vậy. Vì sao mà lận đận tình duyên nè? Ảnh có một người phụ nữ khác. Dạ. Nay cũng 7 năm rồi, cũng có con luôn, một đứa bé gái. Chị phát hiện là năm 2019 nhờ một người bạn nói chị mới biết. Tại vì chị rất là tin, chị nghĩ đó là chồng chị, cha của con chị nên chị rất tin. Tối ngày chị chỉ lo cho con chị, chỉ là công việc quán xuyến ở nhà thôi. Thôi giờ bỏ qua chuyện cũ đi chị ha. Bây giờ mình đang tính cái chuyện mới đi. Chị muốn có một cái người cùng đi với chị suốt cuộc đời đó. Như thế nào, tiêu chuẩn sao chị nói thử coi. Tiêu chuẩn của em á là hiền lành, biết về Phật Pháp, tối là tất nhiên. Hoặc là anh này, ví dụ anh ngày rằm đồ đi chùa với chị pháp, vậy được. Anh còn làm điêu khắc, điêu khắc dạ, Phật này, Pháp nữa. Này, dạ. Chị có nghe hiền lành chung thủy, chia sẻ những nỗi buồn vui với dạ. chị là được rồi. Cái tuổi này không chung thủy cũng không được đâu chị ơi. Cũng tới đó là hết mức rồi. Giờ có bay bướm cũng nổi như không? Anh bên đây cái là... tuổi này thì chị cũng không còn xanh dạ. nữa. Chị cũng hơi nóng tánh dạ. Thì nhà bên ảnh giống như là nguội tánh tí không, anh vui, anh lại vui, anh có nóng tính anh Hùng? Không, làm tượng Phật không bao giờ nóng tính được. Chính xác luôn, làm sao nóng tính được. Vô luôn á. Anh Hùng biết anh muốn, thương yêu con của chị là người, được. Một người vợ lý tưởng như thế nào anh Hùng? Anh biết lo lắng trong gia đình vui vẻ, rồi giao thiệp với mọi người cũng vui vẻ. Vui vẻ. Biết nấu ăn, nói chung là anh cũng không đòi hỏi mấy đâu. Dạ. Nấu gì ăn nấy nhưng mà phải sạch sẽ gọn gàng là được rồi. Rồi dạ. có mong muốn gì nữa không? Không, giờ không suy mong nghĩ muốn kỹ gì. Đi. Nguyên số là vậy rồi. Bây giờ thích bạn gái cao mấy? Tèo lắm, 2m6. Tèo lắm, 2m6. Bèo lắm là phải 1m6 hả? Giờ lỡ dưới 1m6 được không? Dưới chút rồi được, dưới phân gì được cũng được. Dài phân đi. Dài phân đi. Mình mang dép, mang guốc cũng được mà. Rồi rồi rồi. Được không? Được, được, được. Được ha, hồi vô đo uy tín nha. Uy tín nhà Mai Tèo nha. Rồi, giờ mình hỏi người thân nè. Chị có chuyện đi ngoài con chị rồi có ai nữa không? Có một mình bé. Con cho chú Linh hỏi nào con. Con tên là gì? Con tên là Trần Đình Tài. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con hôm nay 11 tuổi. Con có thể làm bạn với chú này được không? Dạ con thấy chú đó cũng hiền lành, dễ thương, vui vẻ. Con nghĩ chú đó cũng hợp. À rồi ơi. Ngon lành luôn ha. Cảm okay. ơn con. Anh Hùng đi với ai? Dạ đi với ông anh bà chị. Rồi gặp ông anh bà chị cái nè. Em chào anh chị. Chào Quyền Linh. Dạ. Chào Ngọc Lan xinh đẹp. Cảm ơn anh chị. Anh tên là gì, giới thiệu cho khán giả cho mình biết luôn. Nguyễn Hoàng Diệu ở Bến Lức á. Nay lên ủng hộ em trai theo nhận xét mình đàn gái. Anh thấy Hùng ơi, anh thấy bạn mà gái bên đây. Ok. Nhớ bấm nút nha. Nhớ bấm nút rồi cho nhau cơ hội. Lớn tuổi rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn Diệu. Cảm ơn anh. Rồi, bây giờ chúng ta mở rào.
quà nè. Anh xin tặng em. Là kỷ niệm. Dạ, em cũng có món quà tặng. Dạ. Sao nước mắt lại rơi rồi em? Nãy em có nói là em cũng hay xúc động. Dạ. Mấy người mau xuống mau nước mắt là người ta tình cảm lắm đó nha. Anh Hùng thấy chị sao nè? Dễ thương. Cảm ơn anh. Dạ. Em thấy anh sao? Vô vô. Nhiều khi anh nói anh hiền mà nhiều khi ngoài anh dữ thì sao? Nói chung mấy người dữ thì em sợ lắm á. Tại hồi đó giờ á, em làm công ty. Rồi sau về em mở công ty riêng thì em quán xuyến công ty không à, nên thành ra việc nấu nướng thì em cũng rành. Từ khi có bé á, bắt đầu em mới nấu một vài món là ăn thường ngày thôi anh. Còn về những cái món mà giống như có đám tiệc thì em đặt thôi. Đó, tại vì nhiều lúc bận rộn quá rồi em cũng không có khéo về cái việc nấu nướng. Nên nãy nghe chị giới thiệu cho anh Hùng nghe luôn đi. Thì hồi đó em mở công ty trang trí nội thất sơn nước gạch men đâu đó. Dạ. Bây giờ chị ở có một mình với con đó. Bên đây anh ở mình anh Hùng là được luôn rồi đó. Nếu mà mình cho nhau cơ hội thì em muốn anh gặp em là một tuần lễ, hai tuần lễ gặp nhau hay gì em cứ nói. Dạ thì có gì bây giờ thông tin đại chúng nó cũng hiện đại. Có gì thì cứ alo một cái là được á anh. Okay. Tại vì nhiều lúc em với đại con mình bé đó thì có những chuyện em sắp xếp để ví dụ như anh có ấy thì alo em tiếng. Ok. Tại một mình cũng đơn chiếc. Dạ rồi ok. Không, thật ra thì Bến Lức với Tân An nó sát bên nhau à. Dạ sát. Đi xe máy cái qua tới rồi. Ủa anh, nãy anh Hùng nói là năm nay anh Hùng tuổi con gì à? Tuổi mùi. Tuổi mùi năm, hả? Năm 6 á. Già không em? Nhướng nhướng nữa trời trời trời. Già không em? Già không em? Tại vì em thấy cái tuổi của ông xã trước á, thấy nó cắt khẩu rồi em thấy tuổi mùi là như là với tuổi của em á, em thì tuổi tí, thành ra em sợ nhiều lúc nghe nói là nó hơi kỳ á anh. Không biết cái đó anh không biết, cái đó mình tìm hiểu sau đi. Dạ đúng rồi, thì nói chung cái tuổi thì mình coi theo sách vở vậy thôi. Chứ thật ra là nhầm khi á, tìm hiểu tánh tình rồi thực tế thì nó sẽ khác làm sao. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Mình đâu phải còn son đâu, coi tuổi cho nó phong thủy nữa. Không có, tại vì lớn gặp được sáp vô thôi. Tại anh Quyền Linh không phải vậy đâu, anh Quyền Linh vậy. Tại vì vậy nè, tại vì mình đã một lần trước rồi, nó cắt khẩu. Dạ. Thì về á, nó không được vui, nó không được hạnh phúc. Sợ quá rồi. Không có sợ nữa chị, anh Hùng đây dễ thương lắm. Với lại đây cái tâm rất là tốt luôn. Phải tuổi thân á, tuổi thân là hợp với em. Hả? Hợp. Hai người hợp đó. Chị buôn bán nội thất đúng không? Không làm điêu khắc đúng không? Là hai người... em nghĩ rồi. Nghĩ rồi thì giờ đó về Bến Lức mượn đất ông Diệu nè, 4.000m ngay mặt tiền của lầu 1 nè. Có ủng hộ không? Mở tiệm trang trí nội thất điêu khắc là vô luôn. Được không? Được. Được đó. Ông kêu hoài gì? Ông kêu hoài gì? Đất rộng lắm, 4.000m mặt tiền quốc lộ, trồng đu đủ với mít không. Dọn Tân An về Bến Lức đi. Nhà tôi cũng Bến Lức, nếu cần tôi cho mượn nhà kế bên hay bà ở mua bán luôn, nhà tôi mặt tiền luôn mà. Nhà tôi mặt tiền luôn mà. Thế hả anh? Biết không? Biết nhà của Linh không? Anh không chị. Dư nguyên cái nhà mặt tiền bự luôn. Dư nguyên cái nhà mặt tiền bự luôn. Hai chồng mở tiệm trang trí nội thất đi, cho mượn nha. Cho mượn á anh? Không cho mướn, cho mượn luôn. Ồ, anh Quyền Linh tốt quá. Trời ơi, ngon lành luôn, tôi còn ngon hơn Diệu luôn á. Dạ. Ôi, có nhiều người chứng kiến nha anh. Có luôn nha, anh Diệu. Happy Land luôn á hả? Dạ. Thôi vậy khỏe rồi đó anh Hùng. Ừ. Mượn đất mặt tiền chỗ bữa uống cà phê anh Diệu hả? Chỗ uống cà phê anh Diệu biết mà. Dạ. Nhà ngang 10m, dài 20m, 3 tấm. Cái nhà tôi nhỏ kế bên á. Cái nhà tôi nhỏ kế bên á. Rồi. Thế nào anh không? Ok. Hai là nhà anh đúng. Hai người đúng rồi, mở cửa hàng ra, mua bán trang trí nội thất này điêu khắc đúng không anh? Dạ dạ. Anh đem về anh tổ chức ra những cái tác phẩm đó, dựng đó bán. Dạ. Được chưa? Dạ dạ. Rồi. Bây giờ anh Hùng bước tới nắm tay chị cái coi. Đứng lên đó. Rồi. Anh Hùng nói đi. Bây giờ em thấy anh được không? À, tìm hiểu nhau có cơ hội anh sẽ đến với em. Dạ, thì nếu vậy thì để thời gian. À. Anh Hùng thấy người này hợp với anh không? Cái giọng nói với vui vẻ là thấy ok xinh rồi. Xinh mà, chị xinh mà. Dạ. Chị thấy anh Hùng sao? Còn điều gì chị lo lắng không? Chị sợ gì? Bây giờ sợ chị còn gì? Còn sợ cái gì nữa thì chị nói ra luôn để coi anh Hùng anh có cái đó hay đúng không? Đúng rồi đó. Rồi giải quyết. Miễn sao mà ảnh thông cảm. Ví dụ như trong quá trình tìm hiểu á, ví dụ chị có cái gì sơ sức thì ảnh thông cảm bảo quản. Bây giờ là chị không thích điều gì chị nói luôn trước mặt anh Hùng đi. Gia trưởng. Anh Hùng gia trưởng không có đâu. Không có rồi. Gì nữa?
Keo kiệt. Keo kiệt. Không có đâu. Có không? Không có. Không có luôn. Tâm sinh lý đâu á, chị có nhu cầu gì không? À. Nói chung á, tại vì tuổi này rồi á anh chị, thì em cũng không có thích tâm sinh lý nhiều. À. Nói chung anh Hùng cũng thông cảm. Vậy chị mong người đàn ông sao? À, giống như là có người đàn ông á, ví dụ bầu bạn, cái chuyện mà yêu thương thì cái đó là tự phát sinh, mai mốt cái tình cảm nó có. Thì lúc đó mình có cái cảm giác nó khác. Mong người đàn ông là về biết thương con trai chị, phụ chị, giúp cho bé được nên người. Anh Hùng lo được không? Thì nãy anh có nói rồi đó, anh nói là thương mẹ phải bế con. Cái những cái chuyện khác thì mình tìm hiểu nhau, nếu mà thông cảm cho nhau trong cái hoàn cảnh thì mình yêu thương nhau hơn nhiều. Với lại em kiểu như tuổi này rồi thì em cũng muốn là về giống như là chia sẻ những cái lúc mà buồn vui, hoạn nạn. Thí dụ tuổi này thì nó cũng có bệnh tật, cũng phải biết chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau. Anh là con mình thì chắc anh cũng muốn chia sẻ, cũng có người chăm sóc lẫn nhau đó chị ơi. Người phụ nữ này chịu quá nhiều cái tổn thương ở trong cái quá khứ với một cái người mà mình hoàn toàn tin tưởng luôn, cuối cùng thì lại nhận được những cái điều mà nó không tốt. Nên bản thân chị đang rất là sợ, cái gì chị cũng sợ hết. Đúng rồi. Chị không tự tin vào bản thân của chị. Anh Hùng đúng. Hứa gì với chị Quyên đi anh Hùng, anh quay qua anh nói tình cảm chú ơi. Thôi giờ để mình có thời gian để tìm hiểu nhau đi, rồi cái hiểu nhau rồi yêu thương nhau nhiều hơn ha. Nói chung á, đúng ra em á tuổi này em cũng không có tìm tới chương trình này đâu, tại vì em cũng vấp ngã một lần rồi, em cũng rất là sợ. Nhiều lúc á tội nghiệp con em, nếu mà em gặp một người ông tốt về thì rất là tội nghiệp em con em. Thà là em hy sinh, nhưng mà nói chung phụ nữ chân yếu tay mềm mà anh. Dạ, hiểu. Nhiều lúc con em còn nhỏ quá, nhiều lúc tối nửa đêm con em bệnh thì em khỏe em lo được, còn nếu mà em không khỏe sao em lo được con em. Con em nó còn nhỏ quá, em cũng có một thân một mình, em đi thì bỏ bé ở nhà một mình thì nó tội nghiệp, khi nó thức dậy thì nó không biết. Rồi, là được rồi, bây giờ thế nè chị, bây giờ là có anh Hùng mình làm bạn tri kỷ với nhau cũng được đúng chị rồi, ha. Dạ. Có anh chăm sóc chị rồi chị chăm sóc lẫn nhau, nếu vậy có thiệt thòi cho anh Hùng không á? Không, cái chuyện đó cũng không lớn lao gì. Rồi bây giờ mình trở về ghế đi. Tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Hai anh chị có thể nắm tay nhau được rồi đó. Thôi đừng khóc nè em ơi. Đừng khóc nữa. Gặp nhau phải vui lên đi, đừng khóc. Đó, nắm chặt tay nhau nha. Rồi. Anh Hùng nha. Anh chị cảm ơn ban tổ chức Quyền Linh với Ngọc Lan với là mấy anh chị ở đây. Dạ. Chúc nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi chúc anh chị hạnh phúc nha. Dạ, dạ, dạ. Cố gắng nắm tay nhau đi hết cái quãng đường còn lại trong cuộc sống nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe. Dạ, lời đầu tiên cho con gửi lời chúc sức khỏe tới các bác, các cô, các anh chị, các chú ở đây và các bạn. Lời chúc sức khỏe và lời chào ạ. Con là Trần Văn Mùi ạ. Quê con thì ở Nam Định. Con hiện tại sống cùng gia đình ở Đắk Nông ạ. Ở gia đình có làm mô hình nhỏ nhỏ về trồng trọt với chăn nuôi ạ. À, mình vẫn đang ở Đắk Nông hả? Dạ dạ, gia đình ạ. Dạ dạ. Rồi, đó lý lịch trích ngang của nhà trai vậy đó. Bây giờ chúng ta nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả trong phim trường và đang xem truyền hình. À, em tên là Ngọc Quý, em đến từ tỉnh thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước ạ. Vậy là sát bên rồi. Dạ dạ. Rồi năm nay cô gái của mình bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi ạ. Em hiện tại là giao dịch viên ngân hàng ạ. Hồi trước thì em có một thời gian là học tập ở Sài Gòn, cũng có làm ở Sài Gòn một năm. Sau đó thì em về quê làm việc và công tác tới giờ khoảng cũng đã gần 5 năm rồi. Tức là bây giờ mình sống ở Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Bên đây là nông trại ha. Dạ dạ. Trồng được bao nhiêu cà phê cao su nè? Con trồng tiêu với cà phê ạ. Hai cái chữ đi chung không? Không có hên đâu. Dạ dạ. Trồng được nhiều không Mùi? Dạ tính là cỡ khoảng 4 hectare. 4 hectare nha Lan nha. Làm nông gì chắc là chắc khỏe dữ lắm hả? Trời ơi, làm nông tao khỏe re. Cuồn cuộn không? Cuồn. Thôi, đừng nhắc tới từ đó cưng. Ủa, xin lỗi. Không đây. Bây giờ mình tới với ưu điểm và khuyết điểm luôn đi nhà trai. Về vấn đề các môn thể dục thể thao thì cũng có chút khỏe đúng không? Dạ dạ dạ. Khi tốt nghiệp lớp 12 trung học xong rồi dạ, Mùi làm gì? Trước con học ở dưới Sài Gòn. Xong học gì? Con về điện tử ạ. Học điện tử, công nghiệp điện tử ạ.
Đại học công nghiệp hả? Dạ. Xong tốt nghiệp xong rồi không làm sao về quê? Con có làm, ý là con ra công ty làm được một thời gian, nhưng mà ý là do sức khỏe của bố mẹ con á. Thì lại hiện tại là không về chăm sóc sức khỏe bố mẹ nên là ha? Con chuyển. Dạ, dạ, dạ. Khuyết điểm nào không? Ý là nói chuyện với nhiều khi gặp bạn gái kiểu run, gặp bạn gái kiểu run. Ngồi đây mà còn run đừng có chi gặp bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì cưng? Nếu mà nói ưu điểm thì em thấy em là người rất là tận tình á, có tâm, rồi rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Cái đó nó cũng chính là cái khuyết điểm của em luôn. Đó là tại vì em tỉ mỉ quá nên thành ra là tính của em nó sẽ hơi chậm so với người khác. Đôi lúc á, mình suy nghĩ cho người khác nhiều quá thì nhiều khi bản thân mình hay tủi thân. Nói chung nhà gái bên đây á, dịu dàng mà nội tâm lắm. À, còn bên nhà trai thì hơi nhút nhát chút. Ông này nhút nhát hả? Để tôi qua tôi khui thử coi. Nhút nhát lắm. Đó. Qua đẹp, mình coi coi ra sao. Dạ em chào chị ạ. Hello chàng trai. Em chị ạ. Chào em. Trời ơi chắc khỏe quá hả? Trời ơi tướng chắc rụi luôn hả? Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình ạ. Các mối tình đó nó có đậm sâu không em? À, có mối tình nói chung là gần nhất thì hơi đậm sâu một chút. Ý là chúng em quen nhau tình cờ, nói chung là cũng nói chung về bên Bình Phước. Xong em gặp cố. Bình Phước hả? Dạ dạ. Bên kia Bình Phước đó. Về đi đám rồi gặp cố ở đám. Xong rồi hai đứa làm quen với nhau. Rồi yêu nhau mấy năm? Dạ 2 năm ạ. Gia đình cố thì muốn cố học tiếp rồi đi gọi là đi du học ở bên nước ngoài. Được chưa? Nhà trai tôi được chưa? Ok. Chịu. Coi nhà gái coi sao mà qua soi mói nhà trai tôi dữ vậy. Ôi trời đất ơi, dễ thương. Chào cô gái ngân hàng. Dạ, em chào anh. Có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng trải qua là chắc cũng 4 năm mối tình rồi. Sao ít vậy ta? Thì cũng có những mối quan hệ thì em cũng quen một vài tháng thôi. Còn cũng có những mối quan hệ thì có thể quen được 1 năm. 1 năm, lý do gì mình chia tay vậy? Em hơi xúc động. Xúc động hả? Chắc là cũng có một cái trắc trở gì trong tình yêu đúng không? Em xin lỗi. Em hơi xúc động. Không sao, từ từ. Cái gì cũng vậy, cũng phải có trải qua rồi thì mình mới cứng cáp được. Cái người đứng bên cạnh em á cũng có nhiều tổn thương lắm đó. Chị Lan là một trong những thần tượng của em á. Thấy chưa? Là cái người mà em đã theo dõi từ rất là lâu rồi. Từ hồi mà em mới học lớp 8, lớp 9 thôi, chứ không phải là bây giờ nữa. Nói chung là những chuyện thực tế thì như thế nào thì em không biết, nhưng mà những cái bài báo mà về chị Lan thì em đều có theo dõi hết. Thực tế nó còn kinh khủng hơn bài báo nữa đó em. Dạ mình bớt nói à. Thế thì bây giờ chị Lan hỏi cái này nè. Có gọi được tên của nó hay không để cho chị Lan biết. Chị Lan qua bên kia chị Lan hỏi là cái người đó có những cái mà của cái người cũ có hay không để né ra. Chị tổn thương rất là lớn bởi cái sự gia trưởng của người đàn ông. Gia trưởng và độc đoán. Cũng có những người rất là yêu thương gia đình, rất là trách nhiệm với gia đình, và họ lấy đó là cái lý do để cho họ gia trưởng. Hợp lý. Vậy thì bây giờ với cái người sắp tới mà em sẽ đồng hành thì em mong muốn người đó sẽ như thế nào? Hai cái điểm mà em không thích nhất đó là một là sự gia trưởng độc đoán, hai đó là sự kỳ bo keo kiệt. Thì nói trước là về ngoại hình trước đi. Ngoại hình đi. Tại vì chiều cao em cũng hơi tầm trung á, ý là cũng cao cao. Có cao. Em mong muốn cao nhiêu cưng? 1m7 trở lên. Có lo gì chứ á, xin lỗi á. 1m7 mấy luôn? Không, gần thôi ạ, à, gần. Tôi 7 mấy đó. Mắt thì không thấy, tai không nghe, đều có chuyện gì hết. Phải tự tin lên chứ. Dạ. Đừng mong trắng nha, nhà làm nông không trắng được. Đen mới mạnh mẽ. Trắng đen thì không quan trọng đâu, quan trọng là phải là sạch sẽ, tươm tất, chỉnh chu một tí chứ đừng có xòe xòa quá. Đến với chương trình mặc một bộ đồ rất là dễ thương, lịch sự. Lịch sự. Còn về tính cách thì em thích người có tính điềm đạm, chững chạc, có trách nhiệm và cái người đó, tại vì bản thân em cũng là một người rất là nhạy cảm, nên là em mong là bạn nam cũng là người tâm lý một xíu. Tôi nói thiệt nha, tôi là con gái tôi lấy ông này liền. Mày cũng hiền khô. Còn tôi là đàn ông tôi lấy bà này liền. Ủa vậy đó hả? À, lúc mà em có đăng ký trong chương trình đó, em có nói một cái vấn đề như thế này. Em xin lỗi nha, em không sao, kiểu không. Em dễ xúc động quá. Không sao. Ý là tại vì gia đình nhà em á, thì có em là con một thôi. Ba mẹ em cũng đã lớn tuổi rồi, cũng có bệnh trong người nữa. Mà em chỉ mong muốn là cái người em quen á, có thể là ở trong cùng tỉnh Bình Phước, hoặc là nếu xa lắm thì có thể là ở Bình Dương. Để thứ nhất là qua lại
thì nó cũng tiện hơn. Còn nếu mà ví dụ như mà sau này có thể tiến xa hơn á, thì có thể là dễ bề chăm sóc được gia đình hai bên. Chứ gia đình nhà em thì thực sự là rất là neo người, có tết nội tết ngoại. Em nghe bên đây nói này nha, em nhà em đông người đúng không? Dạ, dạ. Ở rể được không? Nói chung là hai người cứ tìm hiểu. Nếu mà nói chung là ở rể thì em không có nghĩa là em có thể mua đất hoặc làm ở đấy, chứ ý là kêu ở gần bố mẹ thôi. À. Chứ còn mà kêu ở rể thì bên kia có hai gọi là hai ông bà thôi. Dạ, dạ. Không có ai nữa trong gia đình con một mà. Dạ, dạ. Từ Đắk Nông qua Bình Phước gần, dạ cũng gần không bao xa. Dạ. Có mấy chục cây à? Tầm 2 tiếng, nói chung xe đi lại thuận tiện hết ạ. Bây giờ thôi để chúc hai đứa gặp nhau đi. Đúng rồi. Rồi bàn cái chuyện này. Cái này nha. Còn thương thuyết với nhau dài đúng dài. Rồi. À, bây giờ mình gặp người thân đi. Đúng rồi. Hỏi cô gái trước đi, em đi với ai vậy? À, em đi với mẹ em với lại một người bạn của em ạ. Kính thưa chú Quyền Linh. Dạ. Cô Ngọc chào Lan. Cô. Cái đó bây giờ cái duyên của nó thì bây giờ tùy nó thôi, chứ còn tôi nó quyết định thôi, chứ còn tôi thì không có quyết định được. Cái sống được sống qua nó chứ đâu không phải được sống qua đây. Dạ. Chàng trai này thấy được không cô? Thấy được thì được, nhưng mà xa quá. Chứ là tại vì có một đứa con gái à, ổng cũng yếu rồi. Dạ. Cho nên xa quá bây giờ cũng không biết làm sao mà tùy con thôi. Có bà con ở Bình Phước nên là cũng dễ qua lại lắm cô. Rồi bây giờ mình bỏ qua cái chuyện xa với gần đi cô, mà cô thấy ngoại hình được không cô? Dạ, dạ. Chào anh Nguyên Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. À, em là chị của Quý. Thì em thấy thì em trai thì cũng được, hiền lành. Nhưng mà thì cũng hơi xa đó. Tại nhà Quý thì nó neo đơn lắm. Thật ra này nè chị, khi mà yêu nhau rồi á thì không có gì là xa cả. Em thấy em trai thì cũng hiền, nhưng mà thôi để hai em tự quyết định. Chúng hai em tự có cơ hội tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn nhà gái. Mình đi với ai cưng? Dạ, em đi với em trai. Em ruột á mùi? Dạ vâng. Trời, nhà còn quá trời, còn em ruột nữa mà. Em xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Em chào tất cả các vị khán giả trong trường quay. Rồi, sao em thấy trai? Chị dâu sao? Em sẽ có ý kiến của mình là cái bạn nữ hôm nay rất là xinh. Bên em thì cũng có nhà ở bên Bình Phước. Anh chị mà nên cho nhau là thời gian để tìm hiểu. Thật thì anh chị có thể tiến xa, đi xa nhiều hơn mà có thể tiến đến cuộc hôn nhân của mình. Mình có nhà ở Bình Phước luôn hả? Nhà ông bà ở Bình Phước. Ồ vậy đó hả? Dạ. Đó, bởi vì hồi nãy con mới nói là rất là tiện luôn. Bây giờ thí dụ như anh trai qua Bình Phước ở thì em có thể ở nhà chăm sóc ông ba mẹ được không? Dạ được, thì em về cũng được. Trời ơi, thì có đứa em vậy thôi chứ muốn gì nữa trời. Trời, thấy chưa? Thôi bây giờ mở rào đi nha. Mở rào đi. Dạ em chào anh. Dạ em có một cái phần quà của Bình Phước. Bình Phước thì thật sự là cũng không có những gì hết, thì chỉ có một ít đặc sản là hạt điều thôi. Thì em có một phần quà là gửi tặng anh, với lại là có hai phần là gửi cho chị Ngọc Lan với lại anh Quyền Linh. Trời ơi, có tôi nữa hả? Ngon vậy ta. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Đó, nhìn cô gái coi thấy sao mùi lần đầu tiên gặp mặt đó. Con chào người chú hả? Hả? Cô ấy xinh đẹp ạ. Dạ. Xinh đẹp đúng không? Dạ. Đúng với chi tưởng tượng của mình không? Còn hơn thế ạ. Được rồi đó. Rồi Quý thấy mùi sao nè? Em thấy ảnh thì cũng ngoại hình cũng ổn. Có điều ảnh hơi được trẻ một xíu. Như anh thì nói chung hiện tại là đã xác định là ở nhà thì nói chung là làm công việc, nói chung là cái công việc bông không cố định giờ ra. Ý là chỉ cần có lý do là đi thôi, ý là không bị ràng buộc, có nghĩa là mình tự mình nên mình có thể mình tự làm được. Ví dụ trong chuyện tình cảm á, thì anh nghĩ là một mối quan hệ như thế nào là anh cảm thấy là nó hợp lý và nó có thể tiến xa được á? Cơ bản là hai người hiểu nhau, thấu hiểu cho nhau được, anh chỉ cần thế thôi, anh chỉ cần thế. Thì theo bản thân em á, thì em nghĩ là ngoài hiểu nhau còn phải có cảm thông và động viên nhau để phát triển nữa. Tại vì có những mối quan hệ á, nó chỉ làm cho bản thân mỗi người trong đó đi xuống thôi. Cho nên là em cần một cái mối quan hệ, và em nghĩ là không phải riêng em đâu, mà đó là điều mà ai cũng mong muốn á. Đó là cái lý do để cho mình phát triển tốt hơn á. Dạ, bây giờ bước tới, đây là cô gái người ta rất là mong muốn được cái sự chở che, được cái sự bù đắp. Bước lên, đứng lên nè. Thôi ở dưới có người bước lên đó. Dạ. Rồi, sân khấu của em. Nắm tay cô gái. Mạnh dạn lên. Hỡi đi mùi. Quý mùi đó.
Đứng không lên. Phải bắt tay làm ăn. Chị đừng có thị phạm nữa. Cái đó là anh phải biết thôi. Trời ơi, cố lên Mùi ơi, cố lên. Ủa vậy thôi, không có nắm tay chứ gì. Ủa không được một giây luôn đó. Mà mỗi sắp xếp luôn đi. Face to face, hand in hand. Rồi cảm nhận đi hai bạn. Anh thì cũng không dám hứa. Nói chung là hôm nay có cái duyên, nói chung mình đã gặp được nhau. Thì anh cũng mong em cho anh một cơ hội. Anh không dám hứa trước, nhưng mà nếu mà hai đứa mà có được về thì anh chỉ khẳng định với em là anh không làm em khổ. Tôi xin em và tôi khuyên em hãy tin tôi, vì tôi là chàng khờ dễ thương, sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này, trừ khi tôi không còn trên đời nữa. Suy nghĩ cho kỹ, đây không phải là chuyện bấm nút rồi cười rồi vui. Bấm là phải có trách nhiệm với quyết định của mình đưa ra. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Em có thể nói một chút lý do Quý? Thật sự là anh cũng hơi rụt rè, với lại anh cũng chưa cho em cái cảm giác được là người này có thể bảo vệ và che chở mình được. Qua đó chúng ta thấy rằng những người đàn ông trước mặt người phụ nữ, nếu như mình yêu họ thì mình phải làm sao để họ thấy họ tin tưởng vào cái sự bảo vệ của mình. Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, rất tiếc điều đó. Chào chú Linh, thì con tên là Lê Thị Trúc Phương, năm nay con 23 tuổi. Con sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của con là huấn luyện viên fitness, giúp cho tăng cân, tăng cơ, giảm mỡ, giảm cân. Rồi con, vậy là hợp với cô Vân đó con. Cảm ơn Linh nha. Mời gia đình nhà trai kìa. Con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân, chào anh nữ bên kia. Con tên là Nguyễn Trung Hiếu, năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con là nhân viên giao nhận và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. Quê con đâu Hiếu? Dạ con người gốc Sài Gòn luôn ạ. Con có thể nói chút xíu ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm của con là thích đánh võ, đam mê thể thao, biết làm việc nhà chăm chỉ. Còn khuyết điểm của con là hát dở, rồi ngủ ngáy to. Rồi hát dở hả? Dạ. Khuyết điểm gì đó hả? Dạ. Ngủ ngáy to. Rồi còn mình sao? Tại vì đấy, bên nhà trai biết không, bên đây á, khi mà bạn thấy cái nghe cái ưu điểm của con một cái là con bạn ô lên một cái. Vậy là con thích thú hay là con sợ? Dạ con thích thú cô. Thích thú phải không? Rồi vậy con nói luôn ưu điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của con là con rất là hòa đồng hoạt bát. Con biết nấu ăn. Và con là một người thiên về gia đình. Còn khuyết điểm của con là con rất là nóng tính. Con sợ, con chỉ có được cái tật đó là ham ăn thôi. Mỗi lần con ham ăn thì con thường sẽ ai mà giành của con thì con sẽ cắn lại. Trời đất ơi. Rồi mấy người ngủ ngáy rồi con có khó chịu, con có nóng tính rồi con có binh người ta gái không? Dạ cô không có sao, tại vì khi nào mà có ngủ ngáy thì con sẽ đeo tai nghe con ngủ. Bây giờ thì mình tình duyên ha. Đúng rồi, hỏi tình duyên đi. Tình duyên con làm sao? Con mới 23 tuổi thôi đúng không? Dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ con thì cũng có 2 mối tình thôi. Mối tình đầu tiên của con thì là thời học sinh. Con chỉ có quen bạn đó 9 năm. Nhưng mà tụi con chỉ kiểu như là thời điểm đó thì khoe với mọi người là mình quen có bạn trai. 9 năm hồi học sinh? Dạ. Vậy là yêu năm bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó là năm lớp 6, năm con 12 tuổi rồi. Wow. Thôi vậy cái mối tình đó là coi như hoàn toàn là học sinh đi, chỉ thích nhau thôi. Dạ đúng rồi. Bỏ đi mình qua mối tình thứ nhì. Dạ mối tình thứ hai là năm đầu tiên con tốt nghiệp huấn luyện viên thì con với một bạn đồng nghiệp có tình cảm với nhau, nhưng mà dạ cũng chỉ có 1.5 năm thôi, nhưng mà cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng mà không đứa nào nói ra hết. Xong đấy tụi con mới rồi bạn con tạo điều kiện cho bạn đó nói lên tình cảm của bạn đó với con, nhưng mà bạn đó chỉ xem con như là bạn ấy nói con là trẻ con lắm, nít lắm, đừng có bồ yêu đương gì lúc này. Nói chung là mối tình cũng không sâu đậm lắm. Dạ, đúng không? Rồi, ạ. Rồi hy vọng là mối tình tiếp theo đây nè, mối tình sau khi mở rào á sẽ sâu đậm đúng không? Dạ. Rồi mời em trai. Dạ con thì con được 3 mối tình. Mối tình thứ nhất là thời học sinh, cái đó chỉ cảm nắng thôi. Rồi cho qua. Dạ. Mối tình thứ hai là cũng quen nhau cũng được một thời gian cũng khá dài, nhưng mà
bạn gái thì đánh giá con là thiếu tinh tế trong tình yêu. Thiếu tinh tế tình yêu. Dạ. Mình quen nhau mấy năm con? Dạ cũng được một năm mấy, hai năm. Năm mấy, hai năm. Lúc mà hai đứa con đi xem phim á, coi tính giữa bộ phim á thì bạn gái nói, say qua nói, anh ơi em lạnh quá. Thì con cũng thực tế, con say qua, em lạnh thì mang áo phát vô đi. Rồi xong rồi cái đi về là hai người im luôn. Rồi mới tình thứ ba con quen trên một cái trang bếp mà cũng hẹn hò á, nhưng mà xa và khoảng cách, người con gái đó ở ngoài Phú Thọ lận, trên xa quá trên hai người cũng không đi đến đâu hết. Rồi là con có thể thiếu tinh tế về tình yêu chút xíu, bởi nếu bạn gái nói con em lạnh quá thì đó mình lấy cái áo khoác hay mình choàng vai bạn gái, mình ôm bạn gái vô cho nó ấm, như thế nó mới tinh tế chút xíu con ha. Dạ. Nhưng mà với Linh thì Linh nói sao? Nếu mà bạn gái mà nói em lạnh quá thì với Linh thì Linh nói thì sao Linh? Hả? Anh cũng lạnh nữa. Rồi sao? Thì hai người ôm nhau đỡ lạnh. À vậy đó. Con con ơi, con nhớ nha, học chú Linh nha. Dạ. Bà bé trai đó. Dạ. Bây giờ nhà gái muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào nè? Dạ, con thì không có tiêu chí về body. Con chỉ muốn là bạn trai cao hơn con, hiểu chuyện. Cao là cao chiều cao đúng không? Dạ đúng rồi, cao hơn chiều cao, yêu thương con, rồi hiểu cái công việc của con. Có thể là con có những lúc là con sẽ không có quan tâm bạn trai nhiều. Con phải chăm... nhiều việc quá hả? Tại dạ, con nhiều việc quá. Dạ đúng rồi, con nhiều việc, với lại con phải chăm sóc khách hàng của con. Con muốn cao khoảng nhiêu con? Dạ, cao hơn con khoảng 1m7 à. Tức là dưới được con muốn 1m7 hả? Dạ đúng con rồi. Con là 1m nhiêu? Dạ con 1m60. Wow. 60 người ta phải 61 được rồi. 61, 62 hoặc 65 cũng được. Cao, cao hơn chút được rồi phải không? Dạ. Ở nhà thì con rất là thương mẹ. Và con chỉ có yêu cầu là bạn nam đó, bạn nam phải có hiếu với ba mẹ của bạn đó, vẫn là ba mẹ của con nữa. Tức là có hiếu với cả đôi bên đó. Dạ đúng rồi. Rồi mình bên kia mình, ba mẹ có ở chung không con? Dạ con thì nói chung là từ nhỏ con đã sống xa ba mẹ rồi. Ủa sao vậy? Dạ tại vì ba con mất sớm từ lúc con trong bụng mẹ. Trên mẹ con đi bước nữa đó, lúc đó thì gia đình bên cha dượng cũng khó khăn, cũng gỡ con vô mái ấm ở quận 7 á. Con ở mái ấm hả? Dạ xong rồi con học rồi xong đi làm rồi tính hiện tại tính bây giờ luôn ạ. Rồi con dừng ở mấy ấm hả con hả? Dạ không, bây giờ con ra riêng con ở rồi ạ. Con ra riêng rồi? Dạ. Rồi có về thăm mẹ thăm con? Dạ, ba mẹ thì lâu lâu cũng về thăm, lại con cũng điện hỏi thăm. Nhà con có nhiều anh em không? Dạ, nhà con thì con có một mình con với một đứa em gái cùng mẹ khác cha. Nhưng mà đứa em gái cùng mẹ khác cha thì ở với ba với mẹ với dượng. Dạ. Đúng không? Dạ. Con ở mấy ấm thì ra con sinh sống rồi con tự lập ở ngoài luôn con hả? Dạ. Trời ơi, hoàn cảnh nó cũng khó khăn á, bà mối. Chào con. Dạ, chào cô ạ. Rồi, vậy là có nghĩa là bây giờ thực ra là con rất khát khao có một mái ấm của riêng mình đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ con muốn một cái người bạn nữ đó, đúng bạn rồi, nữ thế con nào? Muốn con nói cho cô Vân nghe đi. Dạ, con muốn người bạn nữ là biết, nói chung là biết quan tâm, chia sẻ. Không cầu kỳ, không cầu kỳ quá. Ấy. Với lại biết chăm sóc ba mẹ này nọ các thứ. Thì bây giờ bên đây á, thì nhà gái cũng chỉ mong là con là cái người mà có hiếu thảo với cha mẹ hai bên. Bạn gái bên đây rất là thương mẹ của mình á. Dạ. Vậy đơn giản rồi, để cho tôi hỏi đơn đàn gái chút xíu coi. Nhà gái ơi, ví dụ như giờ á, là chắc chắn là bạn trai sẽ chăm sóc chào con gái. Dạ, chắc chắn bạn trai sẽ chăm sóc con tốt nè, thậm chí lo cho mẹ tốt nữa, bởi vì chàng bạn trai bên đây thiếu thốn cái tình cảm gia đình. Dạ. Mình có cảm xúc gì mà khi nghe mà bạn trai chia sẻ gì gia đình không? Con rất là cảm động về cái cuộc sống của anh, nhưng mà nếu như mà hôm nay chọn bấm nút thì về mặt con, về mặt ấm áp tình cảm của một gia đình thì chắc chắn là em sẽ đáp ứng đầy đủ luôn những cái mong muốn của anh bây giờ. Bù đắp cho anh đúng không? Bù dạ, đắp đúng cho rồi. Anh tại vì anh tự lập từ lúc nhỏ ở mái ấm luôn tới bây giờ luôn. Dạ. Rồi như vậy chắc chắn là nếu như hai bạn này có bấm nút á thì bạn trai cũng sẽ coi mẹ của bạn gái như mẹ ruột chứ của còn gì nữa đúng không? Mẹ vợ nhưng mà thực ra là mẹ ruột đó. Nếu như về mà ở rể được không?
À dạ. Nhà con có ai đông người không? À dạ, trước khi mà con tham gia chương trình thì ba có nói là nhà rộng lắm, nên anh có muốn về ở rể nhà con thì sẵn sàng. Trời ơi. Ba nói hả? Ba nói luôn. Dạ ba nói. Wow, vậy là đó ba mở lời luôn rồi. Mở lời luôn. Quá hay rồi. Trai thấy sao? Dạ con thấy dạ cũng được, vậy là quá tốt rồi. Hai đứa này nhìn mặt giống giống nhau nè. Gương mặt phu thê đó. Nước da cũng phu thê cũng luôn. Cũng y chang nhau về hình dáng, về tính cách nhẹ nhàng này kia và cũng gọi là cũng giống giống nhau đó. Dạ. À, chú thấy được á. Thôi mở rào đi. À, bây giờ mình có hỏi ý kiến gia đình không? Góp ý gia đình không? Ok. Rồi. Bây giờ thì thôi hai đứa mở rào đi nha. Hai đứa trò chuyện luôn đi. Đúng rồi. Để cho có thể hiểu nhau hơn nào. Là bây giờ mình chiếu cái luôn này hả? Không có. Không có. Cái này không có. Mở rào. Rồi Hiếu cứ chủ động nói chuyện Hiếu nha. Dạ. Mạnh mẽ lên nào, cố lên nào. Rồi mình tặng quà đi con. Đứng lên hai đứa tặng quà. Dạ. Anh chào, dạ, em chào anh. Dạ anh em có một cái món quà nhỏ cũng gửi tặng anh. Anh cảm ơn ạ. Dạ. Tặng quà gì vậy con? Chia sẻ quà cáp rồi đi. Dạ. Dạ bên nữ tặng con cái bóp ạ. À vậy hả? Sao dạ. Con tặng bóp vậy con? À dạ thưa cô, là ví nó có một cái tác dụng đó là giữ tiền, giữ giấy tờ của riêng mình. Nhưng mà ví nó còn một cái tác dụng đó là gìn giữ cái người mà anh yêu thương nhất, anh sẽ được để trong hình đó. Dạ. Dạ. Để. Cái này anh có thể em cái món một cái hộp to cái hộp nhỏ ha. Giao hàng mà nó là cẩn thận lắm. Wow. Cái gì vậy? Dạ, con anh cũng tặng cho con một cái túi á con. Trời ơi Linh ơi, một cái túi một cái bóp kìa Linh. Trời ơi cứ ngọt quá đầu đất à. Một cái bóp lớn một cái bóp nhỏ thì đó. Dạ. Hai đứa sao tôi cũng gọi là đồng cảm quá ha. Dạ. Chút xíu nữa đó ha, cô nói chút xíu nữa, chút xíu tụi con phải bỏ một vô một cái bóp một 10.000, 20.000 gì đó nghe. Yeah. À, dạ con, ngoài ra thì con có một cái, con tự tay làm một cái bánh rau câu, hoa đậu biếc. Con tặng cho cô Vân với lại chú Linh. Cảm ơn con, đưa chú Linh đi. Dạ. Thú ngảo của ổng luôn đó con. Dạ con gọi chú Linh. Ăn uống thuộc về chú con ơi. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Chút vô chú ăn, trời ơi đẹp quá rồi. Dễ thương quá. Dễ thương rau đậu biếc á, bằng hoa đậu biếc. Màu hợp với lại cái áo chú nữa nè. À. Rồi cảm ơn con nhiều. Dạ. Hai đứa quay lại nói chuyện với nhau đi con. Bây giờ đây quay cái lại không gian này của hai đứa đó. Anh chào em. Cứ trò chuyện đi. Cho anh hỏi là quan điểm trong tình yêu của em là gì? Em thì không có quan điểm nhiều đâu, chỉ là hai đứa có cùng một cái tiếng nói, có thể yêu thương nhau là được rồi. Em thì cũng không có câu hỏi gì quan trọng lớn cho anh đâu, nhưng mà em có một cái thử thách nhỏ, không biết anh có sẵn sàng tham gia thử thách không? Anh sẵn sàng. Dạ thì do là mình phải đeo cái này, mình không có thể tiếp xúc nhau được nhiều. Dạ. Thì anh có thể vừa hít đất và vừa hát một cái ca khúc nào đó để tặng cho chú Linh, cô Vân với em được không ạ? Trời ơi. Anh sẵn lòng hít đất, nhưng mà anh hát chắc cái trường quay nó bể luôn, anh hát dở lắm. Vậy thôi, vậy hít đất cũng được ạ. Trời ơi, em muốn anh hít bao nhiêu cái? Vậy khoảng 20 cái thôi. Trời ơi nhiều quá, tốn thời gian quá con. 10 cái là con biết cái phọt này á là có hay hít đất hay không là con biết liền. Vậy cũng 10 được cái là con đánh giá được rồi. Rồi. 20 cái tội nghiệp mà. Vậy để anh hít cho em xem nha. Đó là con biết là người có sức khỏe hay không liền à ha. 1 2 đó. Thấy khỏe đó, thấy ok em Linh, ok không? À, quá khỏe rất luôn là, đó. Trời ơi. Thẳng thớm. Rồi 10 cái đủ rồi con. Dạ. Ok. Dạ, cảm ơn anh ạ. Thôi giờ kệ nó, yêu cầu hát đi cho kệ. Chính hát ra hát đến đây hát. Dạ. Bên đây hát. Không, đây hát cũng được nè. Đang thở, nhỏ đang thở quá tội rồi, đó. Kia hát trước đi. Bên đây hát trước đi cho nhỏ thở hát. Chút xíu. Thử con coi. Hát đi con. Chính ra hát dở dở chứ ấn tượng là được rồi con, đừng có lo. Hát đi gái. Em thì cũng hát không hay lắm nhưng mà có thể hát được một đoạn cho anh nghe ạ. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm,
anh ghiền lời ngâm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay đợi chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy để nôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Dẫu cho mai sau có ra sao thì em xin vâng sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Dạ. Rồi, hay ha. Đó. Hay á. Hiếu, qua cái tấm kiến này mà con thấy còn hay như vậy dạ. Đó. Ừ. Để nó làm đoạn đi Hiếu. Dạ, tới đâu hay tới đó. Dạ con cũng không nói thiệt là con cũng không thuộc bài nào hết với lại. Một đoạn nào thôi cho nó vui thôi mà. Dạ, con cũng tại vì con cũng ít nghe nhạc lắm. Dạ, dạ. Trên con không có thuộc được. Vậy chứ con giải trí về dạ. Lĩnh vực gì hết chứ Hiếu? Dạ, trước đây thì con cũng muốn lên là đánh võ cho bạn nữ và chú Quyền Linh và cô Hồng Vân coi. Nhưng mà trong mùa dịch thì đó, trên bạn con nó, hai đứa con định lên diễn nhưng mà bạn con thì nó lại đi không được. Nó trên mà phần diễn của con thì phải hai người mới diễn được. Một mình con thì con không diễn được. Không thì con đi dài đường cho nó gọi cho bạn nữ thấy dạ, mình là một người bảo vệ bạn nữ tốt quá nào. Tại vì con thì con học thiên về nói kháng là nhiều chứ không phải là học về quyền. Cho nên là con chỉ nói kháng thôi nhưng nói mà kháng đúng không dạ. Rồi vậy là khỏe lắm á, khỏe lắm luôn á dạ. Thấy cái hết đất mà người thẳng tôm vậy là mình thấy là ok rồi. Thôi để chúng bàn về tình yêu rồi. Về hẹn hò đi con rồi hai dạ. Hai em quay lại nhìn nhau rồi mình cảm nhận lần đầu tiên mình gặp nhau đó. Hồi nãy á bên đây Hiếu nói chuyện với bạn gái rưng rưng nước mắt luôn đó dạ. Đó hai bạn cảm nhận về nhau đi nào. Lần đầu tiên mà anh gặp em anh cảm nhận em giống như người và bạn gái thứ hai của anh cũng tròn trịa như vậy. Nếu như mà được thì anh với em cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau sâu hơn. Dạ nha. Em cũng mong điều đó. Dạ. Thôi bây giờ mình hỏi chút xíu đi nào, quan điểm về gia đình như thế nào của mỗi đứa nói cho nhau nghe đi. Quan điểm của em gia đình riêng về con trai thì sao? Trai gái thì với em thì miễn là con là được. Ngoan hiền rồi có thể hai đứa có thể cùng nhau chăm sóc con là được. Anh thì những cái chuyện mà việc nhà này nọ này nói chung là anh thì ok tại vì anh sống tự lập từ nhỏ trên những cái chuyện nhà đó anh làm rất là ok đó. Nhưng mà nấu cơm thì anh nấu dở nhưng mà em chịu ăn thì được. Dạ em cũng có một câu hỏi nhỏ là vì em rất là thích nuôi cún gọi là nuôi chó con á. Thì hiện tại em cũng đang nuôi cho mình một con chó thì nếu như mà em với anh có tiến tới xa hơn thì không biết là anh có sẵn sàng hốt luôn cục mẹt của em về không ạ? Cái đó là không sao, anh cũng sẵn sàng, anh thích nuôi chó mà tại vì chó là người bạn trung thành nhất của loài người mà. Dạ. Rồi, hẹn hò sao là hai đứa đâu đó, hẹn nói chuyện đi. Mình hẹn hàng tuần mấy lần hay một tháng mấy lần gì đó. Công việc anh thì nói chung là nó cũng rảnh. Một tuần em muốn gặp anh bao nhiêu lần thì anh cũng sẵn sàng chạy qua nhà em mà đón em để gặp em. Dạ thì công việc của em á hầu như là em phải bận rất là nhiều buổi tối. Và nếu như mà sau dịch này á, thì em sẽ phải đi làm rất là nhiều vào buổi tối. Em chỉ có thể rảnh khoảng ví dụ ngày anh có thể đặt ngày trước có thể em sẽ sắp xếp công việc xin nghỉ có thể ở nhà có thể đi hẹn hò với anh cũng được. Thì em chỉ là hơi ngại là vì em đi làm nhiều về buổi tối á, thì không biết anh có vấn đề là ghen gì không ạ? Không, cái chuyện đó là cũng không sao tại vì mình tin tưởng lẫn nhau mình sống chứ mình đừng có ghen tuông này nọ quá. Nhưng mà con phải hỏi kỹ là khách hàng của em nam nhiều hay nữ nhiều?
Dạ. Con phải đi tận cùng vấn đề này chứ để mất công rồi sau này là mình nói mình không ghen, cái tự nhiên lúc mình ghen lồng ghen lộn lên mình quê nữa. Không cô, cái đó là tính chất công việc của bạn nữ thôi, mình con trai mình cũng phải hiểu, tại vì ai cũng phải có tính chất công việc riêng của họ chứ không ai là hoàn hảo cả. Thì đó là tập là cơ nhiều rồi mỡ ít đi rồi là body là phải sao này kia nọ đó. Dạ. Cũng có đụng chạm va chạm chứ không phải là giỡn chơi đâu nghe. Dạ cái đó cũng suy nghĩ đi. Thì nói với bạn đi nó dạ. Anh cũng có ghen chút đỉnh như anh ghen vậy thôi, em cũng đừng có buồn nghe không, không ghen sao yêu đúng không. Dạ. Nhờ câu hỏi của cô Vân, không biết là anh công việc của anh nó cũng có tiếp xúc nhiều khách hàng giống em không ạ? Anh thì công việc của anh là giao nhận trên, cũng tiếp xúc nói chung là trai gái có, nhưng mà giao xong rồi anh ký đơn xong anh về liền chứ anh không có ở đó. Thì em cũng có một chút ghen á. Ghen thì cũng em phải là ghen văn hóa là lựa cái đúng mà ghen chứ không phải là đụng tí gì em cũng ghen đâu ạ. Nhưng mà em yên tâm, cái tính chất công việc của anh là tiếp xúc với những người trai văn phòng là nhiều, còn trên không tiếp xúc với gái đâu, em yên tâm chuyện đó. Dạ. Rồi khoảng bao lâu thì hai đứa sẽ tiến tới cái chuyện xa hơn? Dạ. Đàm phán với nhau đi. Dạ. Đứa 23, đứa 26 đó. Khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới tính hôn nhân được? Anh thì anh chờ vào ý kiến của em với gia đình em thôi. Còn anh thì lúc nào anh cũng tiến tới được. Hiện tại thì ba đang rất là hối về việc hôn nhân. Nếu như gấp thì có thể cuối năm nay ba em đồng ý cho cưới luôn. Còn nếu như mà anh muốn tìm hiểu thì khoảng qua một năm nữa có thể mình sẽ tiến tới việc hôn nhân ạ. Anh thì anh sao cũng được, tại vì anh lúc nào anh cũng chuẩn bị trong cái tình huống này hết rồi. Cũng lại quá trời luôn, ba là gấp là tới cuối năm nay luôn rồi đó. Dạ ba ở nhà rất là mê cháu ngoại rồi. Đó. Dạ ở nhà thì có cháu nội rồi nhưng mà ba vẫn rất là thích mê cháu ngoại. Ủa rồi nhưng mà hôm nay là ba mẹ con có gửi gắm gì, có đến với chương trình hoặc đến với Hiếu, đến với tụi con không? Dạ có, mẹ con có gửi cái clip nhỏ gửi đến nhờ sự giúp đỡ từ cô Hồng Vân với chú Huyền Linh. Vậy hả? Dạ. Vậy giờ có cái clip con không có chiếu lên đây được không? Dạ được á cô. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Đó, bây giờ Hiếu nói gì với mẹ của bạn gái đi. Trước mắt là anh cũng cảm ơn mẹ em vì cũng nói về những lời chân thật đáy lòng của mẹ em. Anh thì anh đến đây là anh chỉ có một nhiệm vụ là bấm thôi. Còn em thì em phải bấm nha, tại vì để cho hai chúng mình có cơ hội tiến tới và tìm hiểu với nhau nữa. Dạ. Bạn trai có một cái ý mà nãy mà mình nói, tức là thiếu một chút tinh tế trong tình yêu á. Dạ. Ha. Dạ. Thành ra là đôi khi á, bạn gái phải chủ động nhắc nhở bạn trai. Thí dụ như là chú nói con nè, nãy con nói cái câu á, là đôi khi nó cũng hơi nhạy cảm. Dạ. Nói, em là người yêu thứ hai của anh. Giống. Giống người nhìn hai. Em cái là anh cảm nhận là anh, dạ, em giống người yêu thứ đó, hai của anh. Cái đó con bỏ đi hết. Tức là bắt đầu từ bây giờ mình không bao giờ nhắc lại những cái quá khứ mà quá khứ nữa. Đó là ký ức kỷ niệm để mình giấu trong một cái ngăn tủ riêng của mình thôi. Không, đôi khi mình đừng so sánh với cái người mới hiện tại với cái người kia này kia, mấy cái đó là cất đi luôn nha con nha. Với lại Hiếu nhớ học chú Huyền Linh cái vụ mà coi phim nãy đó nghe. Người ta nói ta lạnh là Hiểu là người ta muốn mình ôm đó. Nhưng mà bây giờ con tinh tế hơn nhiều rồi. Tinh tế. Có gì nếu hai đứa cần giải quyết thì liên hệ chương trình. Chú Quyền Linh với cô Hồng Vân có thể gặp gỡ tụi con để có thể tư vấn thêm. Để tụi con có thể hạnh phúc là như vậy là vui rồi. Bởi vì hôm nay chú thấy hai đứa đó rất là ok luôn.
Dạ. Con rất là hiền lành, ngoan ngoãn, tự lập. Chỉ có trong tình yêu thì nó thiếu chút tinh tế thôi. Cái đó dạ. Từ từ. Chú nghĩ rằng con gái nó cũng phải cố gắng hỗ trợ bạn trai trong cái... Bây giờ mình phải chủ động hết. Thời buổi này 5.0 rồi. Đừng có ngại ngùng, mình chia sẻ để hai bên hiểu nhau nhiều hơn, để yêu nhau nhiều hơn nha. Dạ. Hả? Thôi, nãy giờ bạn trai nói vậy thì gái cảm nhận thế nào về chàng trai này? Dạ. Con nhìn anh rất là tình cảm. Anh là một người rất là hiền lành. Đúng chuẩn con chọn cho con luôn. Là vì con rất là thương mẹ, vì ở nhà thì con không có muốn mẹ con khóc, nên những cái lời nói của chính bản thân mình á có thể nói ra làm cho mẹ khóc. Nên khi mà con chọn cho con một người mà có thể cùng con sánh bước đi trong cái đoạn thời gian còn dài tới á, thì sẽ phải một người yêu thương mẹ con, hiểu được cảm nhận của mẹ con, hiền lành, đừng quá gia trưởng. Gia trưởng thì con rất là sợ. Đó. Em thì em sợ gia trưởng, còn anh là sợ nhất là nước mắt của phụ nữ, nhất là nước mắt của con gái nè. Tại vì một người đàn ông á, mạnh mẽ nhất á, là phải bảo vệ được gia đình, bảo vệ gia đình mình, là một gia đình lớn của vợ mình nữa, chứ không phải là bảo vệ chính bản thân mình đó. Yeah. Hay quá. Thôi tôi thấy đến lúc bấm được rồi đó. Linh nào, không để bằng Hiếu nè. Dạ. Bây giờ con suy nghĩ gì về cô gái, con hãy nói hết những cái gì mình đang suy nghĩ trong lòng. Dạ. Nói thẳng với cô gái đi. Dạ. Cảm nhận từ đầu tới giờ sau cuộc nói chuyện thì thấy sao? Dạ. Con thấy bạn nữ dễ thương, tính nết hiền lành, với lại một người cũng là một người con có hiếu giống con đó. Cho nên con thấy nếu như mà được thì em với anh cho nhau cơ hội đi nha. Dạ. Dạ. Trời. Quá nhất câu nãy Hiếu nói con đến đây là chỉ có nhiệm vụ là bấm nút thôi đó. Dạ. Rồi chúng ta chuẩn bị để tay nút bấm nào. Rồi quay vào đây con. Một bạn gái rất là gọi là tình cảm đó. Cô gái kia dễ cảm động lắm. Chỉ nghe một chút xíu về mẹ thôi thì đã muốn rơi nước mắt rồi đó. Nào, hai đứa chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm mình sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Số 2 là bấm rồi đó Linh. Cả hai đứa luôn á. Rồi đứng lên. Chúc mừng nha. Dạ. Rồi hai đứa có thể nắm tay nhau. Được rồi đó. Nào, hôm nay là một ngày rất là đẹp, mặc dù gọi là tình hình dịch bệnh, nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng để đi tìm một nửa yêu thương của mình, để có thể cùng sánh bước vượt qua giông bão của cuộc đời, để hướng tới một tương lai tốt đẹp nha. Dạ. Hy vọng rằng hai đứa sẽ có một cái kết rất là đẹp. Có chuyện gì nhớ thông báo cho chương trình được biết nha. Dạ.